Chính đi. Chưa đi. Xả ra. Bình tĩnh. Bình nóng. Chỉ ra. Boxing nha. Ngắn thấp thế. Tàn dơ gối. Hỏng gối. Đấy, vào rồi đấy. Chúng rồi, chúng rồi. Đấy, vào rồi đấy. Vào rồi. Thằng này nó không mặc giáp, nó không nghe tiếng đâu, trọng tài phải nhìn vào. Xanh được. Xanh hai rồi. Chúng rồi, không? Em đã trúng giáp rồi. Chúng vào tay mà. Rồi. Cả giáp mà. Hai một mà. Nhưng phải hai người cơ. Em chơi. Được. Phải hai người mới công nhận. Tại cứ nhìn cứ dơ, còn việc tính nữa Hưng. Hưng, em nhìn hai nhé. Hay lùi thầy nhìn cả hai bạn nhé. Đâu em nhìn đấy. Nhé. Bạn này đọc phải đọc chân thế. Nó ta dơ gối lên mà. Đạp đá lên. Ôi, xèo mặt. Như vậy là nhảy chưa? Chưa. 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 Chưa gì. Trọng tài dơ điểm lâu lâu tí nha, để nhìn. Ôi, đồ. Chưa dừng mà. Chưa dừng mà. Đúng rồi. Em vẫn nhảy chưa? Em có nhảy rồi. Còn em nhảy rồi. Còn 20 giây thì. Rồi. Thôi hôm nay thua rồi. Nào. Anh không mày rồi. Chưa. 20 giây. Tiếp. Ơ kìa. Hết sức rồi. Ấy. Đúng rồi. Xanh đầu. Rồi hết giờ đấy. Được. Kết quả là hình ảnh 3-2 đỏ, xanh. Chết. Trúng nghề. Trung trung. Xanh thắng kiểu nhà nhớt đấy.